Em Đức Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi clip của em Đức. Mới nhất trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì bên em Đức lại vừa mới về một cái mẫu xe Toyota Prius được sản xuất năm 2014 với động cơ máy xăng số sàn. Và với cái mẫu xe này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán là giá 308 triệu đồng. Quý anh chị và các bạn muốn xem xe, cái mẫu xe Toyota Prius sản xuất năm 2014 này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc ga Thái Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 và một số là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Toyota Prius được sản xuất năm 2014 này. Anh chị và quý vị muốn làm ngân hàng trả góp thì cứ liên hệ trực tiếp em Đức. Với mẫu xe được mang trên mình một cái màu màu này nó hơi hồng hồng một chút nhá anh chị và các bạn nhé, hơi hồng một chút. Đấy. Xe thì đã đủ đồ chơi rồi, và chiếc này nó mang tên tư nhân biển Hải Dương, 308 triệu. Anh chị nào mới xem clip của em Đức lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng ô tô cũ đã qua từng sử dụng, những mẫu xe từ vài chục triệu đến vài trăm triệu thì nhớ share và like và bấm đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất bên em Đức về theo ngày tháng. Bên em Đức là rất là nhiều xe cho chị và bạn lựa chọn nhá. Muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì đến tại địa chỉ trên, hoặc là muốn làm trả góp hay gì đấy thì cứ liên hệ trực tiếp em Đức nhá. Và với mẫu xe này thì keo chỉ zin cả xe các bác nhá, keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy. Màn hình Android. Đây, keo chỉ đây anh em. Keo chỉ vô đây anh em nhá. Đấy. Cái màu này nó gọi được màu phấn hồng các bác nhá, màu phấn hồng. Đấy. Điều hòa rất là mát luôn, mát sâu. Đấy. Xe thì khá đẹp. Đấy. Điều hòa mát rét luôn. À, màn hình nhá. Tí để đứng Đức chỉ kiểm tra xem có cam đùi không. Vô lăng củ số thì rất đẹp rồi. Và đây là tắp pin cửa sau anh em nhé, toàn bộ tắp pin cửa sau. Đây, các chị gì hết anh em nhé. Và chiếc xe thì ngồi khoang sau rất là rộng rãi luôn anh em ạ, rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Đấy. Trần đây các bạn ạ, trần nè, rất là êm ái luôn, đi được 5 người, mẫu sedan. Đi rầm ghê các bác nhé. Và đây là chỉ sơ cua của nó anh em ạ. Chỉ sơ cua của nó anh em. Bình đan nhà sản xuất đây anh em nhé. Chiếc xe này khá là đẹp luôn. Cam đùi anh em nhé. Có cam đùi rồi. Đấy. Xe thì chiếc này cũng khá là đẹp. 2014 form mới rồi anh em nhé. Form mới. Ok. Và đây là cái đường chỉ sơ cua của lốp dự phòng đằng sau anh em ạ. Đấy, còn nguyên bản luôn anh em nhé. Hà la răng đúc. Chiếc xe này ngồi khá là êm.
rất là rộng rãi, điều hòa mát lạnh luôn. Màn hình Android. Đây là cửa lái anh em ạ. Chiếc xe này khá đẹp luôn. Chào chị đây anh em ạ. Đây, bàn côn, bàn ga, bàn phanh. Máy đại chất luôn anh em nhé, đại chất luôn. Dòng Toyota thì thường thường là cứ đạp ga cái này nhả ra cái là nó sẽ hồi rất là nhanh. Đây. Bán nước anh em ạ. Tính tán cột kèo sau đây. Đấy, theo chỉ đây. Đấy. Xe còn khá là ok. Anh em nào mà mua cái mẫu xe này mà nếu biển này nếu mà anh em ở Hải Dương là khá là hợp lý anh em nhé, khá là hợp lý luôn. Đấy, mang tên tư nhân biển Hải Dương. Và cái biển số này cũng ép thêm một cái toàn NACO Việt Nam. Sản xuất 2014 với phiên bản số sàn. Và đây là khoang động cơ đó nhé con em. Máy con này là máy zin luôn em nhé, máy zin luôn. Đấy, máy zin máy mới. Và với cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2014 này, mẫu xe sedan 5 số ngồi. Con này form rất căng luôn. Điều hòa mát lạnh luôn anh em nhé. Rất là căng. Căng luôn. Với cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2014 này, quý chị và các bạn nào mà muốn làm ngân hàng thì bên Nam Đức cũng hỗ trợ tất cả quý anh chị và các bạn làm thủ tục vay ngân hàng nhé các bạn nhé. Thì với những mẫu xe này thường chúng ta chỉ vay được giá trị của xe tầm 65%. Đây. Quý chị phải trả trước 35%. Được hỗ trợ khách hàng làm thủ tục ngân hàng. Giá thì em Đức thấy là cũng khá hợp lý, 308 triệu là anh chị và các bạn đã sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe sedan 5 chỗ ngồi. Rồi. Anh chị nào mà mới xem clip của em Đức đầu tiên mà quan tâm những cái dòng ô tô cũ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu thì nhớ share và like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em Đức càng ngày càng phát triển. Và em Đức sẽ luôn luôn cố gắng tìm mới những mẫu xe giá thành rất hợp lý để cho chị và các bạn cùng về sử dụng gia đình. Hoặc là bác nào muốn có nhu cầu xe tập lái vài chục triệu thì liên hệ trực tiếp em Đức nhé. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Vâng, em chào các bác nhé.